Sáng 21 tháng 3, sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới. Việc bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8 tháng 1 năm 1970, quê quán tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà Võ Thị Ánh Xuân có trình độ cử nhân sư phạm hóa học, cử nhân lý luận chính trị. Ngày 6 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 6 năm 2021, bà Võ Thị Ánh Xuân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tháng 7 năm 2021, bà được Quốc hội khóa 15 bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội đã thực hiện quy trình bỏ phiếu miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng. Trước đó, ngày 20 tháng 3, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.